Mến chào các anh em đang theo dõi kênh Người Mê Xe. Kênh Người Mê Xe nơi giao lưu mua bán các loại xe máy Nhật. Các anh em có nhu cầu mua bán trao đổi thì liên hệ em qua số điện thoại để trên màn hình nha, 0836397777. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2021, có về chiếc xe Suzuki K125 quay để các anh em chiêm ngưỡng. Xe thì có ông anh cũng đặt rồi, xe này có khách rồi, quay để làm tư liệu về sau cho các anh em xem chơi tham khảo. Dòng K125 này thì nó tương đối giống với lại con CD125, nó rất là hay, quay giới thiệu đến các anh em để biết được con K125 này là như thế nào. Cũng rất là nhiều anh em mà không biết đến dòng này nha. Những anh em mà đam mê xe thì cứ nhấn nút đăng ký kênh và kết bạn Zalo để chiêm ngưỡng những dòng xe mà độc mà lạ từ bên Nhật em quay lên sóng. Kết bạn Zalo để mình không lạc mất nhau, sẽ có lúc các anh em cần đến em. Rồi, quay trở lại với con K125 này. K125 này thì nó là anh của con K50 và con K90. Con dòng K2 thì này nó còn thêm con K50, K90 nữa. Nhưng mà con K125 này được cái là nó có đề nha các anh em. Có đề cực kỳ tiện lợi. Và nó tương đối giống con CD125. Nhiều anh em mà cứ đi ngoài đường cứ thấy con này, cứ nghĩ con CD125 nó bị hở bạc, tại bô của nó ra nhiều khói quá. Nhưng mà kính thưa là không phải nha, con này con K125. Thì dòng Suzuki K125 hay thì lúc nào nổ máy lên nó cũng có khói là chuyện bình thường. Rồi mời các anh em cùng xem chi tiết để đánh giá một chiếc xe mà 18 năm tuổi, sinh năm 2003, tới giờ nó vẫn còn đẹp, nó đẹp cỡ nào. Cam niền rất là đều và đẹp. Chân cam này còn 7 màu. Chân cam còn 7 màu, cái nào cũng vậy. Cam thì không bị xét cái nào hết. Đách niền này, đách niền năm 2003 nha, Japan. Niền của Takasago, hiệu niền Takasago. Phục đẹp cực kỳ giống CD125 ha, rất là đẹp. Đồ đạc xi, đồ sơn, đồ rất là đẹp. Đời xe thì đời 2003 thôi, nhưng mà đồ đạc rất là đều và đẹp. Để vận chuyển được một chiếc xe đẹp như thế này từ bên Nhật về thì rất là khó khăn các anh em, qua rất là nhiều đơn vị trung gian. Nhưng mà về xe nó hoàn hảo, nó không có bị xước thì mình rất là quý giá. Hai thì pha nhớt tự động, các anh em đổ nhớt vô đây nè, nhớ vô đây, đổ nhớ vô đây thì xe nó tự động nó pha ha. Đó, cái này là cái nắp để mình coi thử còn nhớt hay không. Cái kính trong này, kính trong made in Japan, nắp cũng vậy, made in Japan. Xe rất là đều và đẹp ha. Cái yên của nó có thêm cái viền inox ở dưới nữa, cái chỉ inox nhìn nó có phần nó hay hay, rất là hay. Con này là con cạnh tranh so với lại CD125 nha các anh em, rất là giống CD125. Nhưng mà không hiểu sao thì ít người chuộng con này hơn con CD125. Tiện quay để giới thiệu đến các anh em, có nhiều anh em không biết. Máy móc này, lốc hai bên rất là đều và đẹp. Ở trong này nó có bình xăng con nha các anh em. Các anh em mà muốn chỉnh xúc bình xăng con thì gỡ cái nắp này ra, mở mấy con ốc này ra là ở trong nó có bình xăng con. Ở này là chỉnh E nè, chỉnh E của cái không, chỉnh guarantee chứ, guarantee của chiếc xe đó. Đó là chỉnh cái con ốc dẹt này. Xe tuy là năm 2003 thôi nhưng mà rất là đẹp ha. Ốp xi nè, đẹp nha, ốp xi cực kỳ đẹp, có thể soi thấy mình ở trong clip luôn.
bẩn bẩn tương đối giống so với lại con K50, K90 ha. Đầm niền trước cũng như niền sau, đầm trước cũng như đầm sau như một, đẹp không trầy không xước. Phục cũng vậy, phục không trầy không xước. Kính Shin Suzuki mặt kính của đèn còn trắng tinh, không vàng không ố, xi nhan còn xinh, bốn cái xinh đẹp, phuộc hai bên đều đẹp, không trầy không xước, niền hai niền như một. Các anh em xem được cái độ chất của chiếc xe từ bên Nhật về, xe mua nó tuyển chọn là như thế nào và xe mua không tuyển chọn là như thế nào. Thì kênh của mình thì chỉ có bán những loại xe mà tuyển chọn đều, đồ đều đẹp thì tuyển chọn mình mua, lâu lâu mới có một chiếc thôi chứ không có mua số lượng nhiều để về dọn lại như các anh em khác, nên là xe quay con nào nó cũng chất hết. Các anh em theo dõi kênh lâu thì biết xe có order chạy 10.196 km. Máy móc sạch đẹp nha. Con này các anh em tháo ốc ra, gắn cái bát này vô để bắt bẩn nha. Đó. Này chưa có kịp bắt. Số máy nè. Máy con này rất là đẹp ha. Đa số những xe khác thì nó trầy lóc máy rồi tứ tung. Và cái đầu máy nè, nó vàng ố nó ghê lắm. Đây là những chiếc xe đẹp, tuyển chọn máy móc đẹp, sạch sẽ ra ngoài. Các anh em nhìn cục máy so với lại những chiếc xe khác coi. Rất là khác biệt ha. Hộp số là 4 số. Hộp số 4 số. 4 số nhưng mà hai thì chạy nó không có dư máy nha. So với lại CD125 thì có những con đời cao thì nó 5 số. Nhưng mà con này 4 số hai thì chạy nó không có dư máy. Xe thì trọng lượng thì nhẹ hơn con CD125 khoảng 20 kg. Trọng lượng con này thì 113 kg. Con CD125 thì 133 kg. Nhẹ hơn khoảng 20 kg. Các anh em dắt xe hoặc là chạy xe là đều cảm nhận được hết. Cảm nhận được cái độ nhẹ nó chạy. Nhiều khi các anh em chạy xe này còn thích hơn CD125 nữa. Leo lên xe chạy nó rất là nhẹ nhàng, giống hệt như tay ga vậy đó. Rồi mình sẽ nổ máy cho các anh em nghe. Từ từ các anh em đón theo dõi hết clip nha. Giờ cái hộp này ra coi nó có cái gì ở trong. Ở trong nè có cầu chì theo xe ha, còn chữ Nhật Bản đầy đủ. Còn chữ Nhật Bản đầy đủ, cầu chì theo xe. Và cái hộp đồ nghề, đây là cái hộp đồ nghề này. Đó. Đồ nghề sửa chữa, bu ri, ốc vít, đồ các thứ. Đầy đủ phụ kiện ha. Sườn ở trong cũng như ở ngoài rất là đẹp. Bình ắc quy này, bình ắc quy. Còn tem Nhật đầy đủ. Cả te thì có trầy đôi chút, sơ sơ, không đáng kể. Đó, vận chuyển về mà trầy xước là cái chuyện bình thường, tại vì vận chuyển qua rất là nhiều đơn vị trung gian. Rồi, mình sẽ nổ máy cho các anh em nghe. Trước khi nổ máy thì giới thiệu luôn, chìa khóa còn một chìa zin, mở được tất cả ổ khóa. Đây, lắp xăng. Càng rất là đã tay ha.
càng rất là lực nha. Rồi, khóa nó không bảo hiểm, nằm trên ghi đông luôn, giống như con K50, K90. Ở dưới là khóa cổ. Một chiếc xe zin từ Nhật về, tuyển chọn, mua tuyển chọn thì nó như thế nào. Rồi, nổ máy cho các anh em nghe này. Máy móc zin để máy nhà. Giá tiền thì chỉ bằng 2/3 so với lại CD125 thôi. Rất là rẻ ha. Máy móc zin êm ái nhịp nhàng. Cho anh em nổ thêm, bô nó ra khói, hai thì bô ra khói là chuyện bình thường ha. Nó không ra khói mới là điều đáng nói nha. Kế bên là con CD50 Bentley. Xe này biển số Đơn Dương Lâm Đồng. Đơn Dương Lâm Đồng quê em. Xe này thì cũng có khách đặt rồi. Nếu như mà không có gì thay đổi thì sẽ giao cho khách. Còn nếu như mà có gì thay đổi thì ngày mai em sẽ quay con này. Xe này có khách đặt rồi nhưng mà chưa có gửi cọc thôi. Đó. Xe bao sang tên toàn quốc, biển số đẹp. Số tiến lên 03567. Con K125 này thì hôm nay quay giới thiệu đến các anh em thôi ha. Xe này thì có khách mua rồi. Các anh em mà cảm thấy yêu mến dòng xe này thì cứ kết nối với em bên Zalo hoặc là subscribe kênh. Để sau này nếu như mà có xe thì em sẽ quay lên cho các anh em xem, gửi hình bên Zalo cho các anh em. Các anh em mà chưa nhấn nút đăng ký thì đừng quên nhấn nút đăng ký để tiện theo dõi các anh em nha. Các anh em là kênh mua bán những dòng xe máy zin từ bên Nhật, những loại xe độc lạ từ bên Nhật. Các anh em yêu mến xe cổ, xe mô tô thì cứ kết nối, subscribe đăng ký kênh. Cảm ơn các anh em đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh. Chúc các anh em thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.